Xin chào các bạn, quay trở lại với DaVinci Dev, cái khóa học lập trình Go căn bản. Đây là video thứ 3. Thì ở cái video trước á, mình đã chỉ cho các bạn cách để mà các bạn làm quen với cái việc mà vừa code vừa lập trình. Mà con chó nó cứ sủa gâu 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 hoài. Đó. Thì để tiếp tục cho cái video ngày hôm nay, mình sẽ giải thích sơ qua các bạn tìm hiểu thêm một chút xíu về cái ngôn ngữ Go này, đồng thời là hướng dẫn các bạn làm thế nào để mà khai báo một cái custom type trong Go, rồi khai báo function, nó gọi là cái receiver function, thì dịch tiếng Việt là gì cũng không biết nữa. Nên cứ để nguyên vậy. À. Rồi, vậy thì đầu tiên mình coi là cái code của video trước. Này, code của mình là có nhiều lá bài. Mình khai báo một cái mảng nhiều lá bài. Rồi mình thêm lá bài vào, rồi mình in ra. Này, nói tới bài bạc thì nghe lại rất thèm rồi đó. Rồi mình in ra mấy cái lá bài ra. Vậy thì tiếp theo mình sẽ tìm hiểu ngoài lời một chút xíu. Vậy thì Go nó có giống như là mình nói tới Go mới nhớ nha, cái Go này với lại tiếng chó sủa nó như nhau. Lập trình Go rồi bị chó sủa, rồi lại tiếp tục lập trình Go rồi con chó nó lại sủa, không biết xíu nữa nó có sủa không nữa nè. Rồi quay trở lại, cái ngôn ngữ Go này nó có phải là một cái ngôn ngữ hướng đối tượng hay không? Hướng đối tượng có nghĩa là tất cả mọi thứ ở trong cái ngôn ngữ nó đều quy về một cái đối tượng cụ thể nào đó, giống như trong Java đó, thì nó đều quy về object cả. Thì trong ngôn ngữ Go nó không phải là hướng đối tượng nha. Nhưng mà nó không phải là hoàn toàn là hướng theo kiểu là hướng function, hướng theo thủ tục hàm, mà nó giống như là một đứa con lai, nó cũng có cấu trúc này nọ, cũng có hàm giống như là hướng đối tượng, nhưng nó không phải thuần là hướng đối tượng, mà nó cũng không phải thuần là hướng thủ tục. Thì ở đây có một cái câu tiếng Anh nó cũng khá là deep, là Go has types and values rather than classes and objects. Thì tạm dịch có nghĩa là Go nó có kiểu dữ liệu và giá trị thay vì nó có class và object, gọi là đối tượng đó. Thì sau khi đọc xong câu này thì chắc cũng chả hiểu gì đâu. Đó. Các bạn hiện tại nếu mà mới tìm hiểu về Go chắc cũng chưa hiểu gì đâu. Thôi thì cứ để câu đó ở đây, rồi qua vài video sau mình sẽ hướng dẫn lại, mình sẽ gặp lại câu nói này và lúc đó bạn sẽ hiểu hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào mình làm luôn cho nó nóng nè. Ví dụ bây giờ mình xây dựng một cái code cho cái bộ bài. Thì bộ bài thì nó phải có nhiều lá bài, đúng không? Và mình sẽ xây dựng những tính năng cho cái bộ bài đó, giống như là mình có thể in cái bộ bài đó ra, lock ra file, rồi lưu ra file và xào bài. Xào bài này là mình cầm bài mình sóc á, chứ không phải là xào là bỏ anh chảo thấy dầu. Này là hấp bài lên, xào trộn cho nó tứ tung lên. Thì để xây dựng được những cái tính năng này thì đầu tiên mình phải tìm hiểu làm thế nào để tạo một cái custom type cho trong Go này. Thì cách cả tạo cái custom type nó cũng dễ lắm. Thì nó bắt đầu bằng cái từ khóa type, rồi sau đó tên của cái custom type mà mình muốn đặt, và cái đó là cái kiểu dữ liệu
Đó, cái kiểu dữ liệu, đây là những cái kiểu dữ liệu cơ bản của Go thôi. Giống như đây là mình muốn tạo ra một cái thai có tên là bộ bài và có kiểu dữ liệu là một cái mảng string. Đấy. Rồi bây giờ mình làm thử nha. Ở trong cái code này, bây giờ mình sẽ thêm một cái file tên là bài chấm go. Đầu tiên trong cái file mới thì lúc nào mình phải define một cái bucket kịch nữa, thì nó vẫn là bucket main, nó nằm trong bucket main. Thì mình sẽ khai báo cái thai, này mình kêu là gì đây, đặt tên nó là nhiều bài, chứ không phải là nguyên bộ, nhiều thôi, nhiều bài, nó cũng kiểu là string luôn. Rồi, vậy là xong, mình đã khai báo xong được cái thai mới tên là nhiều bài. Nhiều bài này cái kiểu dữ liệu nó cũng vẫn là một mảng string thôi, không có gì phức tạp. Thì bây giờ mình xài cái nhiều bài đó như thế nào đây? Đó. Giờ mình sẽ khai báo ha. Rồi, tạm thời mình xóa cái này đi. Xóa cái này đi. Xóa cái này đi. Rồi, mình sẽ khai báo cái biến nhiều lá bài luôn. Nhiều lá bài, nhưng mà lần này cái nhiều lá bài của mình nó sẽ là thuộc về cái kiểu dữ liệu là nhiều bài, chứ không phải là cái kiểu dữ liệu mảng string giống như lúc trước nữa. Đó, vậy thì mình sẽ kiểu dữ liệu là nhiều bài. Đó. Rồi mình mở ngoặc ra. Mở cái ngoặc nhọn ra. Và mình đây là điền ta. Baro. 4 rồi. Rồi. Rồi mình cũng đem cái nhiều bài này mình nhiều lá bài này mình in ra. In log ra. Thử coi nó ra cái gì ha. Mình gõ lệnh run thử nghe. Go run main.go như bình thường nữa đúng không các bạn? Rồi, enter coi. Rồi, nó báo lỗi. Nó báo là không tìm thấy cái nhiều bài. Tại vì cái kiểu nhiều bài này á, nó nằm trong cái file bài.go. Mình thì mình muốn run nó, mình phải thêm vô cái bài.go nữa. Đó. Ừ. Nó hay là hay vậy đó, nó rất là kỳ diệu. Ừ. Rồi. Enter. Ồ, enter đây. Rồi, nó in ra được hai phần tử nè. Phần tử thứ nhất là 3 rô, phần tử thứ hai là 4 rô. Đó, vậy là mình đã khai báo được một cái kiểu dữ liệu mới, custom type. Rồi tiếp theo, mình sẽ viết một cái function. Đó là thay vì mình phải chạy một cái dòng for như thế này. Đó, thì bây giờ mình muốn là giống như trong những cái ngôn ngữ khác á, mình sẽ làm sao? Là mình sẽ gọi ví dụ như là nhiều lá bài rồi chấm cái hàm là in. Đó. Bây giờ mình muốn viết cái hàm in kiểu này. Ừ. Thì cái đó gọi là receiver function của cái thai đó. Đó, đây. Đây là cái cách khai báo cái receiver function đây. Thì nó cũng bắt đầu bằng từ fun. Rồi sau đó nó mở ngoặc ra. Đó, nó mở ngoặc ra. Ừ. Nó có cái tên. Cái tên biến. Và kiểu dữ liệu. Sau đó là cái tên hàm. Cũng giống như khai báo hàm bình thường thôi bạn. Chứ nó chỉ thêm cái đóng mở ngoặc tròn ở đây. Đó. Thì cái B này là gì?
cái chữ B này á, nó giống như là cái biến this hay là sale trong cái ngôn ngữ, những cái ngôn ngữ khác như cái biến this trong Java vậy đó. Đó, và cái biến sale trong JavaScript các bạn chắc cũng biết, nếu không biết thì thôi. Đó. Thì cái này nó đồng nghĩa với cái việc là tôi muốn nè viết một cái hàm in để cho cái kiểu bộ bài xài, và chỉ có những cái thể hiện B thuộc loại bộ bài mới có thể truy cập vào cái hàm in này. Các bạn có thể hiểu hiểu được gì gì mình nói không? Nó có phức tạp không? Nhưng phức tạp quá thì các bạn tua lại nghe, chứ mình nói gì mình cũng quên à. Đó, thì nếu mà khó hiểu quá thì bây giờ mình sẽ xuống cái sơ đồ này để cho bạn thấy. Thì đây là những cái kiểu dữ liệu cơ bản này. Đó. Thì khi mà mình mở rộng cái kiểu dữ liệu cơ bản này ra thì mình sẽ có được những cái custom type giống như bộ bài như thế này. Và mình sẽ tạo ra những cái receiver function cho cái kiểu dữ liệu bộ bài này. Đó, như thế này đây. Nghĩa là receiver function nó là hàm thuộc về một instance. Instance cụ thể đây là B. Đó. Thì các bạn không thể nào các bạn gõ rồi bây giờ ví dụ luôn, mình tạo cái hàm phần nhiều bài đó, cái biến n để cho nó ngắn gọn á, mình code mà lười lắm, the lazy dev mà lười code, viết càng ngắn càng tốt. Rồi mình viết cái hàm này là hàm in để cho nó làm gì, nó in in ra cái thể hiện cái instance n này thuộc cái loại nhiều bài, được chưa? Rồi vậy thì làm thế nào để gọi cái hàm in này? Các bạn không thể nào các bạn để nhiều bài mà chấm in được hết à. Như vậy nó sẽ không hiểu, như vậy nó sẽ không hiểu à, nó không có chạy được. Tại vì nhiều bài này á nó là một cái kiểu dữ liệu mà cái thằng hàm in này á, nó cần một cái instance để mà gọi cái function đó. Nó giống như trong Java là this chấm này this chấm nọ hay là a chấm này a chấm nọ đó, thì để mà chạy cái function đó thì mình sẽ sử dụng cái instance cái là nhiều lá bài. Nhiều lá bài nó là một cái instance của cái kiểu dữ liệu nhiều bài nha. Rồi mình chọn gọi hàm in đó, mình bấm lưu lại. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử này, nó in ra đây, nó in ra đó là một cái mảng có hai phần tử là 3 row và 4 row đó, rất là đơn giản nha, rất là đơn giản. Vậy thì tiếp tục coi, mình sẽ ví dụ như mình bây giờ mình sửa lại cái chỗ cái hàm mà tạo bài mới này là mình sẽ tạo nhiều lá bài, nhiều bài. Nhiều bài ở đây mình sẽ trả về cái kiểu dữ liệu là nhiều bài. À. Đó. Thì lúc này mình sẽ return về nhiều bài.
hai bích, ba bích. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thay cái chỗ này bằng cái function tạo nhiều bài. Đấy. Rồi, mình sẽ chạy chạy lại. Thì cái function này nó sẽ trả về một cái thể hiện kiểu nhiều bài là, và mình sẽ in nó ra. Này, chạy. Chạy. Rồi, nó cũng ra được là 2 bit và 3 bit. Đó. Rồi, tới đây thì các bạn chắc cũng đã hiểu được thế nào là một cái receiver function rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau. Mình sẽ tiếp tục trình bày những cái thứ nhiều hơn, trình bày nhiều hơn về về Go này. Và đừng quên, mọi thắc mắc các bạn nhớ comment ở phía dưới. Và nhớ bấm like, subscribe cho The Fancy Dev của mình. Xin cảm ơn các bạn.